Xin chào buổi sáng cả nhà nha. Một ngày như mọi ngày cả nhà ơi. Có điều là ở Đồng Tháp thì đang thực hiện giãn cách xã hội, cho nên là đường xá trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Bây giờ chủ yếu là xe tải để chở các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho đời sống của người dân, chứ còn mọi người cũng hạn chế đi lại, không có ai ra đường nữa, nhà ai lấy ở. Thì sáng hôm nay mình cũng đóng cổng luôn, không tiếp khách, không bán buôn gì nữa. Bây giờ mình xách rổ ra, mình thu hoạch cải ngọt, thu hoạch ăn mấy lần rồi cả nhà. Có điều là mình không có quay ha, khi nào có thời gian thì mình mới quay thôi, chứ còn lúc gấp á, mình ra hái nhanh để vô nấu cơm á, thì không có quay cho cả nhà xem. Thì cứ hỏi cây nào lớn trước thì mình sẽ cắt mình ăn trước, rồi từ từ các cây nhỏ nó cũng lớn lên sau ha. Cái này mình gieo hạt xong mình để dậy rồi mình ăn luôn, chứ không có tách ra để cấy ha cả nhà, không có thời gian. Đó, cứ hỏi cây nào to trước là mình sẽ cắt nó, rồi cây nào nhỏ thì để cho nó lớn lên, mình tỉa thưa thưa ăn dần dần vậy đó, thì cây nào nó cũng sẽ lớn lên ha, chứ mình để nó san sát nhau quá là nó xíu không nhau. Rồi cắt xong bên này rồi, bây giờ mình chuyển sang bên này ha cả nhà. Thì mình gieo hạt cải ngọt ở trong cái luống này, là ngay cái cổng rào nhà mình nè, trồng luống dài bông hồng ha, các loại bông hồng. Thì giữa khoảng cách của nó cũng còn khoảng trống á, giữa các cây còn khoảng trống, thì mình tiếc đất quá, mình mới rải thêm hạt cải vô đây để có ăn ha. Đó, lúc đầu mình đổ phân trộn vô đây á, cao lên phủ cái gốc bông hồng luôn. Mà bây giờ sau một thời gian mưa nó sẹp xuống rồi, cái gốc bông hồng nó lòi lên rồi. Ít bữa mình thu hoạch xong cải ngọt đó, thì mình sẽ đổ thêm đất trộn lên, rồi cái mình rải tiếp cái hạt khác để mình ăn. Làm vậy đó mình luân phiên, mình có mình ăn hoài luôn. Thời tiết lúc này vô mùa mưa rồi cả nhà, cho nên là cây cải nó lớn rất là nhanh luôn. Có nước mưa mình cũng đỡ phải tưới nữa, chứ không là sáng nào cũng tưới rồi chiều tưới. Đó, mình cắt về nè. Ôi, cây này nó bị sâu đục thân rồi nè cả nhà. Đó, nó đục ở trong cái lõi thân luôn nè. Nguyên cây lấy được 2 lá. Mình cắt tới đâu cái mình cắt, mình bỏ, mình tỉa mấy cái lá xấu rồi ha, mình quăng xuống gốc luôn, khỏi đem vô nhà. Mình nhặt cái chỗ này mình rải xong, cái con chó nó hay leo lên, nó bơi, nó móc lỗ làm cho hẹp rồi nó văng đi. Bên kia mình thấy trống, mình cũng rải thêm hạt rau dền. Đó, nãy giờ mình cắt được như đây rồi nè cả nhà, nhìn ngon quá ha, xanh mướt luôn, rất là non luôn nha, chứ không có già, nó bự vậy chứ nó không có già. Mà cây cải của mình là mình trồng hữu cơ, cho nên là mình thấy nó không có bự mà dài quá đáng như ở ngoài chợ nha cả nhà. Tại vì ngoài chợ người ta trồng kinh tế thì sử dụng phân hữu cơ nó mắc, với lại nó rất là chậm phát, nó không có nhanh như là phân hóa học. Phân hóa học ví dụ như mình rải sáng nay là buổi chiều tới mà mình có thể thấy nó phát triển rồi. Đó, thì có cái vườn rau này cũng hơi cực, nhưng rất là có lợi luôn, vừa lợi cho cái việc mình ăn uống sạch nè, vừa lợi cho cái việc mình thoải mái tinh thần, thì cũng như là mình đi tới đi lui tay chân này nọ, mình khỏe nữa. Bữa nay là chính thức các chợ ở đây là đóng cửa luôn rồi cả nhà.
không có ai được đi ra đường hết á, trừ những việc có lý do ha. Cái cây cải này của mình là mình cắt ăn một lần rồi nè, cái nó còn cái gốc của này nó đâm lên bốn bốn cây khác luôn cả nhà. Đây nè, cái gốc ở giữa mình cắt đi rồi nè. Ồ, nhìn ngon quá ha. Vậy là chứng tỏ là mình cũng có thể trồng trồng cây cải này bằng gốc thôi cả nhà. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là phải chăm kỹ hơn, với lại phân phân phải nhiều hơn. Bữa nay mình thấy nó có vài cây ra bông rồi đó, cho nên mình cắt luôn mấy cây bự hết luôn, để lại mấy cây nhỏ rồi sau khoảng thời gian nữa mình cắt tiếp. Và cắt hết như thế này một lần á, thật ra là mình không thích cho lắm, tại vì cắt mà để tủ lạnh ăn nó không có còn ngon còn ngọt như mà mình mới cắt mình đem vô nữa. Nói chung là có cái vườn rau này thì cái khoảng thời gian khoảng cách giãn cách xã hội này thì với mình thì nó cũng không có gì gọi là đáng sợ lắm mọi người ha. Thì mình có rau rồi thì mình order thêm thịt, cá, trứng về mình ở trong nhà, gia đình mình sinh hoạt, ăn uống trong nhà thôi, cũng cần đi tới đi lui ở đâu hết. Nói chung là mình không có khác thì mình tự giúp đỡ chính mình thôi. Như vậy thôi là cũng đủ để giúp đỡ đất nước trong thời gian này rồi đó cả nhà. Nhìn các cái video hình ảnh mà các tình nguyện viên mà, rồi những người làm trong y tế, họ vất vả, họ ngủ ngang ngủ dọc ở mọi nơi, bất chấp khi nào có thể. Nhìn họ mệt mỏi mà mình cảm thấy mình may mắn khi mà bây giờ mình vẫn còn đang được ngủ ngon giấc trên giường của mình nè, rồi được ăn ngon nè. Đó, cái cây này nó ra bông, nó bị đẹp. Thu hoạch xong cái mớ cải ngọt này, cái mình qua cái luống bên trong kia mình cắt luôn cải màu gà. Thì đây là lần đầu tiên mình trồng cải màu gà hết cả nhà, thì nó cũng rất là đẹp luôn. Mà mấy hôm nay mưa quá trời, cái nước đó, ở trên mái nhà nó chảy xuống đó, nó làm dập lá rau hết trơn luôn. Tí nữa mình cũng qua mình cắt luôn. Mọi người trồng đi mọi người. Mình trồng đi rồi mình cảm nhận được cái giá trị mà mình cái chậu mình gieo hạt nè, nó dễ nảy mầm lắm luôn đó. Giờ mình đi sang đây mình cắt cải màu gà. Cái lá nó giống giống như cái bông màu gà vậy đó. Cắt hết mấy cây mép ngoài này luôn. Quay tới mẹ mi. Nó xuống nó dập lá tơi tả luôn. Quay tới mẹ giờ mọi người thấy được. Thôi được rồi. Quay tới cây gỗ rồi hả? Cái này mà mình gói với lại bánh xèo, hoặc là mình gói chung với lại chả giò cá cả nhà. Không biết là ở dưới này mọi người có chắc không có món đó đâu ha. Món đó là cũng là đặc sản của Vũng Tàu đó cả nhà. Mình thì quê Bà Rịa Vũng Tàu ha, cho nên là mình chủ yếu ăn cá biển thôi. Mà cỡ này xe cộ gửi hàng xuống không có được, cho nên là mình cũng ăn uống không có được
thoải mái như lúc trước. Chủ yếu là ăn thịt thôi, ăn thịt, ăn tôm. Mình không có thích cá đồng, không thích cá sông, mình ăn không có quen á. Bình thường là lúc nào ở trong nhà cũng có cá biển á, cá tôm, mực các loại ha, ăn là lấy ra ăn thôi. Bởi vậy mình đi chợ là chủ yếu mua thịt, còn rau thì nhà trồng được rồi. Trứng thì thỉnh thoảng mấy cái anh mà cho thả vịt ở trong đồng á, ảnh cũng cho trứng, có mình ăn. Hết cá thì có thỉnh thoảng 1-2 tháng mình về nhà một lần thì mình mua mình đem về luôn, còn không thì ba mẹ gửi xuống. À, lúc này xe cộ khó khăn cho nên là gửi không có được, tất cả cũng vì do dịch thôi. Và mọi người cố gắng một chút thôi, ta cùng đồng lòng để vượt qua cái dịch bệnh lần này. Thà rằng mình sống chậm nửa tháng, một tháng, còn hơn là mình sống lây lất khoảng thời gian sau này ha cả nhà. Đó, cây nào cũng lớn cũng to hết rồi, mà tại nước mưa nó làm dập lá chứ. Nếu mà không có mưa là lá nó rất là đẹp, tại vì cái luống này là không hề có sâu luôn cả nhà. Mình cắt hết vậy rồi xong cái mình xới đất, mình nhổ gốc lên cái mình xới đất. Rồi mình cho vô đây một ít trấu với lại phân gà ủ hoai. Đó, vậy thôi, mình trộn đều lên cái rồi mình rải hạt tiếp. Rồi phủ rơm lên. Vậy là mình có ăn liên tục vậy đó, không có khó khăn gì hết đó cả nhà. Mà có cái là lúc mà mình khởi đầu, mình bắt đầu trồng rau, mình không có đất, mình xin đất đất xà bần á cả nhà. Người ta múc đường á, người ta múc đường rồi lên á, đất nó lẫn rất là nhiều đá mà đất sét không à, không có tốt chút nào á. Rồi mình phải về mình lượm từng viên đá, viên sỏi ra, rồi mình băm nhỏ đất, rồi trộn trấu cho phân rồi vô, mình cải tạo dần dần từ từ thì bây giờ đất của mình nó mới được tơi xốp như thế này nè. Chứ còn ngay lúc đầu là mọi người không có trồng được đâu. Nếu mà ai thật sự không đam mê là cảm thấy nản ngay từ đầu luôn. Đây, mấy cái chậu rau muống của mình cũng tới lứa rồi. Để video tiếp theo mình sẽ hái ở cả nhà. Còn bây giờ thì mình hái xong 2 rổ cải ngọt và cải màu gà rồi. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Xin kính chúc cả nhà sẽ bình an vượt qua đại dịch lần này nha. Xin hẹn gặp lại cả nhà các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt.